Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Học WordPress ha, của WordPress 247. Thì trong cái video này á, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ đi lấy lại mật khẩu cũng như là đổi mật khẩu nè, cũng như chúng ta quên mật khẩu của một website WordPress như thế nào ha. Thì có nhiều bạn nhắn tin hỏi á, thì bây giờ mình trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả các cách luôn, mà chỉ trong vòng một cái video này thôi. Các bạn có thể tùy theo mỗi cái trường hợp của mỗi một cái website của các bạn mà các bạn có thể sử dụng cái cách nào nha. Tôi cố gắng tôi hướng dẫn tất cả các cách luôn. Thì tôi đã tham khảo một số video trên YouTube thì tôi chỉ thấy là các bạn giờ chỉ có một vài cách và đôi khi một số bạn thì không có đúng với cái cách của mình đang đang cần á. Ví dụ như chúng ta có một cái website như thế này ha. Thì đầu tiên á, cái cách đầu tiên á là mình sẽ đi đổi mật khẩu của một cái user mà mình có quyền đăng nhập vô được ha. Ví dụ như bây giờ mình có một website như thế này, WordPress ha, thì cái đầu tiên á để đổi được mật khẩu ha thì các bạn có thể truy cập vào trong cái tài khoản của mình ha. Và cái cách này là mình đang đi đổi mật khẩu nha các bạn. Nghĩa là mình có quyền mình truy cập vào bên trước đã. Thì các bạn để đổi được mật khẩu thì các bạn nhấp vào bên góc bên đây có cái chỉnh sửa hồ sơ, rồi sau đó các bạn kéo xuống bên dưới nó có cái phần mà đặt mật khẩu mới đây. Rồi chỗ này á thì cái này cái mật khẩu mà WordPress nó sẽ tự random ra, thì các bạn nên sử dụng mật khẩu này nha. Các bạn sao chép lại và lưu lại, thì các bạn sau khi các bạn có cái mật khẩu rồi các bạn copy lại để đâu đó, sau đó các bạn cập nhật lại. Đây là cái cách mà chúng ta đi đổi mật khẩu ha. Rồi đây là cái cách mình đổi mật khẩu. Rồi mình sẽ chuyển qua cách số 2 các bạn. Đó là cách thứ nhất. Cách số 2, cái trường hợp mà chúng ta quên mật khẩu rồi, quên mật khẩu đăng nhập vào cái trang admin này rồi, thì chúng ta chỉ nhớ là chúng ta sẽ có một cái email như thế này ha. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ đăng xuất ra. Vậy thì lúc này á mình quên mật khẩu, mình đâu có nhớ mình đăng nhập rồi được đúng không? Bây giờ cái cách này là cái cách chúng ta sẽ lấy lại mật khẩu qua một cái email mà chúng ta trước đó chúng ta đã sử dụng để tạo mật khẩu, tạo cái user ha. Vậy thì cái cách này á, điều kiện á là cái website của các bạn đã cài đặt HTTP, nghĩa là đã gửi nhận mail được nha. Còn HTTP là gì á, cấu hình HTTP là gì, nếu mà các bạn chưa biết á, thì các bạn có thể tham khảo cái video này ha. Tức là HTTP là một cái plugin dùng để cấu hình gửi nhận mail nha. Cái cách này đầu tiên là các bạn phải biết được cái email của mình, và cái thứ hai là cái website của mình đã hoạt động HTTP ha. Rồi nếu mà chưa thì các bạn nhớ lưu ý là những website mà sau khi chúng ta cài đặt xong á, các bạn nhớ cài đặt HTTP nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quên mật khẩu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán cái mật khẩu của chúng ta, ấy dán cái email của chúng ta vào. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào lấy lại mật khẩu. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập vào cái email của chúng ta ha. Lúc này WordPress sẽ gửi cho ta chúng ta một cái đường dẫn như thế này ha. Thì các bạn nhấp vào cái đường dẫn này. Rồi tại đây á, thì WordPress á, nó đã random sẵn cái mật khẩu cho mình rồi. Nếu mà các bạn không muốn thì các bạn có thể nhập lại mật khẩu ha, mật khẩu mới ha. Và chú ý là cái mật khẩu này nè, các bạn nhập làm sao để cho nó mạnh tí xíu nha, để có những ký tự đặc biệt như thế này ha, viết hoa viết thường đó, để cho nó bảo mật tí xíu. Rồi sau đó thì các bạn lưu lại mật khẩu ha, lưu lại mật khẩu. Rồi chúng ta copy rồi sau vậy đó, chúng ta sẽ lưu lại mật khẩu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập lại và chúng ta dán lại mật khẩu của chúng ta vừa đăng nhập ha.
Rồi như vậy là chúng ta đã qua được cái cách thứ hai là chúng ta sẽ lấy được mật khẩu từ cái email của chúng ta ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái cách thứ ba ha. Thì với cái cách này á thì các bạn điều kiện của các bạn để thực hiện được thì các bạn phải có quyền truy cập vào cái hosting của mình ha. Thì mình sẽ làm lần lượt trên hai cái loại hosting ha, đó là cPanel và Direct Admin. Và thêm một cái nữa là ở dưới local host của Sam ha, thì ba cái cách này nó thì nó giống nhau ha, nó giống nhau ở ở các bước bước phía sau á, còn ban đầu á thì cái vị trí tìm cái biểu admin thì nó sẽ khác nhau tí xíu. Đối với cPanel á thì sau khi các bạn đã truy cập được vào cái hosting như thế này rồi thì các bạn sẽ tiến hành là chúng ta sẽ đi tìm cái trước tiên là chúng ta sẽ đi tìm cái database ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ truy cập vào cái code ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào tìm cái code của chúng ta. Bây giờ tôi đang chạy trên cái website là test chấm một rc247 ha, các bạn tìm đến cái file này ha, sau đó các bạn edit nó lên. Rồi chúng ta sẽ tìm cái tên database ha, database đây, bạn copy đi, sau đó các bạn quay trở lại cái hosting các bạn vào cái phần này. Rồi trong đây thì nó có thể là có nhiều cái database nha, không nhất thiết phải hai cái ha. Bây giờ các bạn tìm cho tôi cái database đó, tìm cái database này. Để chắc chắn hơn nữa thì các bạn hãy nhấp vào cái phần option này, các bạn xem cái tên miền của mình đã đúng chưa, nếu chính xác của mình đó đúng là đúng cái database này. Tiếp theo là các bạn sẽ đi vào cái phần cái bảng user này. Rồi tại đây chúng ta sẽ có một cái user ha. Thì các bạn để reset được cái mật khẩu này thì các bạn chỉnh sửa. Rồi các bạn sửa lại cái mật khẩu này cho mình, mật khẩu mới nha, ví dụ là admin tác rộng 123, ví dụ như vậy. Sau đó các bạn chọn MD5, rồi các bạn lưu lại để tí xíu chúng ta nhập lại ha. Rồi sau đó thì các bạn kéo xuống các bạn thực hiện. Rồi bây giờ như đây, chúng ta sẽ test lại ha. Rồi, đây là cái cách mà chúng ta chỉnh sửa reset mật khẩu của admin WordPress bằng MySQL ha. Giờ đó đối với mỗi một cái hosting thì cái quyền truy cập vào cái MySQL nó khác nhau. Do đó nếu các bạn khi mà các bạn tìm được đến database này rồi thì các bạn thực hiện các bước tương tự như vậy ha. Rồi tương tự như cái cPanel ha, thì nếu mà cái website của các bạn á được bên đơn vị thiết kế website người ta gửi cái giao diện Direct Admin như thế này thì chúng ta sẽ đi tìm cái file cần thiết bằng cách là các bạn nhấp vào cái phần này. Sau đó các bạn nhấp vào public html ha, thì lúc này chúng ta sẽ thấy được cái file cần thiết của chúng ta. Thì các bạn quay lại cái video này nè, cái đoạn mà nãy chúng ta làm tương tự với cPanel đó, thì các bạn cũng edit cái file này để chúng ta tìm cái database. Nhưng mà nó khác một cái á, đó là cái PHP admin thì nó sẽ nằm ở tại chỗ này, các bạn nhấp vô. Sau đó các bạn nhớ là đăng nhập với cái tài khoản. Rồi chúng ta sẽ edit cái thằng này. Rồi các bạn nhớ lấy mật khẩu chỗ này ha. Rồi cái mật khẩu chỗ này. À. Rồi sau khi bạn truy cập được vào trong
Biết vim admin thì các bạn nhớ là quay lại cái video này, cái đoạn đầu á, các bạn xem ha, để chúng ta thực hiện lại các bước như vừa làm ở trên CPanel vậy thôi. Còn đối với trường hợp mà các bạn làm ở trên localhost á, thì các bạn có thể truy cập vào localhost ha. Nếu mà các bạn làm bằng SAM ha, SAM IP á, thì các bạn truy cập vào localhost, sau đó các bạn nhấp vào vim admin thì các bạn sẽ tìm cho mình cái database của mình đúng với cái database các bạn kết nối với website của mình. Thì các bạn lại tiếp tục xem lại cái video này, cái đoạn mà reset mật khẩu ở trong cái bản user đó. Rồi mình vừa dẫn các bạn cái cách mà chúng ta lấy lại mật khẩu mà khi mà chúng ta quên cái mật khẩu ha. Thì tùy theo cái trường hợp nào mà các bạn sẽ chọn theo cái cách đó. Hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn giải quyết được cái vấn đề ha. Các bạn nếu mà có yêu cầu để hướng dẫn cái vấn đề gì đó, các bạn có thể để lại comment ở trong cái phần comment này để mình sẽ đọc và mình sẽ thực hiện những cái video để giúp đỡ các bạn nha. Hy vọng là các bạn ủng hộ kênh cũng như là chia sẻ ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.